Các bạn ạ, là phụ nữ thì ai trong số chúng ta cũng luôn luôn mong muốn mình trẻ trung, xinh đẹp, tươi mới và có một cá tính, một phong cách riêng biệt. Vậy thì muốn có điều đó thì đầu tiên chúng ta phải giữ gìn cho mình được một cái làn da trẻ, đẹp, khỏe, dẻo dai. Vậy thì chúng ta phải biết nguyên nhân vì đâu mà da chúng ta nhanh chóng trở nên là nhăn nheo đến vậy. Rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới da của chúng ta bị nhăn, đó là do môi trường luôn luôn bị ô nhiễm mỗi ngày, do chúng ta hút thuốc lá, hay là một cái phần tự nhiên đến tuổi thôi thì da nó cũng sẽ bị lão hóa, rồi do chúng ta ngâm nước lâu ngày hay ngâm nước rất một thời gian rất là lâu, rồi da thì chúng ta ngâm ở trong nước do công việc, rồi do là ánh nắng mặt trời, do chúng ta làm việc nắng nóng ở ngoài, cái nhiệt độ nóng lâu, rồi do tia cực tím chiếu vào trong những cái giờ cao điểm, trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 3 giờ chiều mà chúng ta làm ở trong cái thời mùa hè nắng nóng, thì chắc chắn da chúng ta sẽ rất nhanh bị lão hóa. Vậy thì khi lão hóa thì nó sẽ bị nhăn quanh mắt, rồi bị thâm nhăn quanh mắt, rồi là quanh mũi, quanh miệng, rồi đặc biệt là cổ rất là nhăn nheo và sập sệ. Vậy thì có cách nào để chúng ta giữ được cái làn da của mình hay không? Thì Thủy Đỗ thường là sử dụng cái loại kem mặt nạ của Siberi, đây một cái loại thảo dược, và cứ một tuần Thủy Đỗ sử dụng 3 lần đó. Và khi sử dụng, trước khi sử dụng thì Thủy Đỗ rửa mặt rất là sạch sẽ bằng nước lạnh sạch, sau đó là Thủy Đỗ sử dụng kem để mình bôi lên trên mặt của mình, lên trên trán, mắt, mũi và má, sau đó cầm bôi xuống toàn bộ cái vùng cổ của mình, sau đó mình để trong vòng 10 phút, giữ nó trong vòng 10 phút, và sau hết 10 phút thì chúng ta sẽ lấy nước sạch, thật nhiều nước sạch, chúng ta rửa và rửa thật sạch từ mặt xuống đến cổ, và các bạn sẽ cảm nhận ngay lập tức thì cái làn da của mình nó rất là mịn màng, nó rất là sảng khoái, và lâu dần thì chúng ta sẽ xóa được những cái nếp nám, cái vết nám ở má, nhất đặc biệt là hai gò má, ta hay bị nám hai gò má, nó mờ hẳn đi, đồi mồi nó cũng dần dần nó cũng không còn nữa, và làn da nó bóng mịn, và đặc biệt là nó cảm thấy sờ vào cảm thấy rất là sướng, rất là phê các bạn ạ. Ngay mình cũng cảm thấy mình yêu cái làn da của mình, mình cảm thấy rất là thích thú khi sử dụng cái sản phẩm này. Các bạn hãy mua ngay cho mình nhé, và nếu cần thiết thì hãy liên lạc với Thủy Đỗ, mình sẵn sàng giúp đỡ các bạn để chúng ta luôn luôn giữ được sự trẻ trung tươi mới và có cá tính và phong cách riêng. Và một nhà triết gia đã từng nói, một nhà triết gia đó là Valentino đã từng khẳng định là tôi biết rằng là phụ nữ họ muốn gì, đó là họ muốn xinh đẹp. Vậy chúc tất cả các bạn phụ nữ chúng ta luôn luôn giữ được sự trẻ trung tươi mới và xinh đẹp mỗi ngày các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.